Lễ hội văn hóa ẩm thực Món ngon Sài Gòn Tourist Group năm 2022. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón lễ hội văn hóa ẩm thực Món ngon Sài Gòn Tourist Group năm 2022 đã chính thức khai mạc. Trân trọng kính mời quý đại biểu cùng tiến vào tham quan thưởng lãm và thưởng thức khoảng hơn 300 món ăn thức uống từ khắp mọi miền Bắc Trung Nam. Hơn cô bé đá nghĩa tàu kháng trong các nguyễn viết tề bi thử ăn mà. Ông đứng yên coi, ông đứng nhúc nhích là vậy. Nhúc nhích là chụp hình nữa. Rồi, hãy hãy ra cho. Chị chưa thuộc bài con, có hỏi vừa vừa thôi. Nãy giờ bán sao mà mặc bùi với em. À, bán không có cần mua, cần chụp hình thôi. Giờ cái này đâu gì với em? Giờ đúng. Cái này đâu gì? Rồi, cái này đâu gì? Bán rau mà không biết tên con. Rồi sao không bán? Cái này là cúp bông nha các bạn. Cúp bông mình sử dụng bằng mình giá. Cắt trong kia kìa. Rồi. Em lấy cái khuôn này, em cắt cái bột lên rồi.
kỳ. Vâng.